Bà ấy mới nói tới đây thì ông Kỵ giật mình thon thót. Ông tiến lại giật luôn cái vòng cổ của Xính, ra vẻ quan trọng lắm. Ai cho cô cái vòng này? Vòng này là đồ dẫn dụ ma quỷ, cô đeo từ khi nào? Hóa ra cô ta mới chính là hung thủ hãm hại mọi người. Cái gì? Con Xính ấy hả? Mày sướng quá hóa rồ. Mày ăn cây táo rào cây sung, cõng rắn cắn gà nhà. Mày khai mau trước khi quá muộn. Đứa nào cho mày cái vòng này? Bà hai với ông Kỷ cứ ngửi tung kẻ hứng. Họ quyết tâm bắt Xính khai ra bằng được. Nhưng cô ấy đã hiểu hết mọi chuyện. Xính hử lạnh. Thì ra hung thủ chính là hai người. Thảo nào mới nóng lòng hại cậu Hưng như thế. Các người lợi dụng cậu ấy để triệt hạ người khác. Hai người mới đích thị là con rắn độc. Bà chơi ngải. Bà với ông ta là đồng bọn. Các người còn gọi ma nhập vào cơ thể cậu Hưng. Cũng chính các người 5 lần 7 lượt hãm hại tôi với con Mị. Nếu hôm nay tôi thoát ra khỏi đây, mọi chuyện này tôi tung hê cho bằng hết. Bà hai lao tới túm tóc Xính rồi cào cấu. Bà ấy trợn trừng mắt. Mày nghĩ thầy Bu mày là ai? Mày nghĩ mày còn sức mà thoát khỏi đây à? Lâu nay tao biết mày bị người ta dụ dỗ chơi ngải. Tao thương mày nên cảnh báo mày ngay từ đầu, nhưng mày không bao giờ nghe. Chuyện ra nông nỗi này là do mày tự làm tự chịu. Mày khôn hồn khai ra đứa chỉ điểm cho mày thì coi như là mọi chuyện xí xóa. Bà đừng có mơ. Chính là bà ngậm máu phun người. Khi bà hai đang tính dùng mũi kim chích một mũi lên thái dương của Xính thì một lực mạnh đập thẳng vào cổ tay. Chiếc kim rơi xuống đất. Mị vừa xuất hiện, cô ấy dùng hòn sỏi ném về phía bà hai. Rất may là mọi thứ hoàn toàn chuẩn xác. Bà ấy đang định chửi rủa thì cơn đau bụng ập đến, hai mắt hoa cả lên. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bước vào, liền đi ngay sau lưng của Mị. Cô chỉ thẳng tay về phía bà hai. Bà đúng là người chơi ngải. Trong phòng của bà chôn giấu rất nhiều hình nhân. Không những thế, bà còn chôn một số thứ ở phòng của tôi để yểm. Nhưng mãi tận vài hôm trước tôi mới phát hiện ra. Khi bà biết mọi thứ bị bại lộ thì bà đã sai khiến linh hồn chiếm lấy thể xác của tôi, rồi lại giả vờ cho ông Kỵ làm ra thuốc giải. Chẳng qua là hai người chỉ muốn lòe mắt thiên hạ, để mọi người tin là ông ta có phép thần thông. Mục đích thực sự của hai người là nhắm tới Mị và cậu Vũ. Để chứng minh cho những lời nói của mình là đúng, liền sai người đem bằng chứng đã chuẩn bị trước vào đây. Rất nhiều hình nhân, củ sâm, ngải khô được đổ xuống đất. Ông hội đồng đứng bất động không nói được lời nào. Bà cả cũng nhất thời lặng im, các ngón tay cứ thế bấm chặt vào nhau. Trên các hình nhân khác nhau được châm kim chẳng chịt. Mỗi hình nhân phía trước và sau lưng đều được dán một lá bùa. Đặc biệt hình nhân của vợ chồng ông hội đồng còn được cắt cụt hai tay. Bà cả sợ quá ngồi bệt xuống đất, cứ ôm lấy chân của chồng mà lí nhí. Bà ta dám làm ông ơi. Ông hội đồng cũng bán tín bán nghi, nhưng khi cậu Vũ đi vào thì ông đã sốc toàn tập. Cậu ấy mang theo một chiếc châm bằng vàng mà bà hai vẫn mang theo bên mình. Nhưng cách đây 2 tháng bà ấy kêu bị mất. Chiếc châm bây giờ đen sì, còn bà hai vẫn cứng giọng phủ nhận. Một chiếc xe đẩy được vào ngay sau đó. Ngồi trên xe có một cô gái không được lành lặn. Cô ấy vừa nói thì ai cũng giật mình. Chính bà ta là người nhốt tôi ở dưới hầm, hành hạ tôi ra nông nỗi này. Bà ta bắt tôi làm cầu nối để dẫn dụ linh hồn. Bà cả nhìn theo hướng cô gái mới đến, bà lắp bắp. Giao, sao cô ta còn sống? Những người chứng kiến cũng đều thất kinh. Họ sợ xanh mặt như vừa nhìn thấy ma. Còn Giao vẫn điềm tĩnh. Chính bà ta đã nhốt tôi suốt mấy năm nay. Bà ta chính là người đã bán linh hồn ma quỷ giữ. Bà ta còn nói sẽ hạ độc những người ở đây, muốn độc chiếm tất cả gia tài. Nếu hôm nay để bà ta thoát nạn thì sau này mọi người đều khốn khổ. Chính bà ta khiến cậu Hưng thân tàn ma dại, lúc tỉnh lúc mê đấy. Cậu Vũ cũng gay gắt. Bà còn gì chối cãi không? Mạng của bà thì Diêm Vương cũng không chứa chấp được. Bà sẽ phải trả giá về những hành động của mình. Mau nhốt hai người này lại. Chuyện nội bộ giải quyết trong phủ. Ngày mai tiến hành xử tử. Ông hội đồng cứ đứng bơ như phẫng. Có lẽ ông cũng sợ quá nên nhất thời chưa hoàn hồn được. Bọn gia đình nghe cậu Vũ ra lệnh thì tức tốc làm theo. Khi tới gần, Giao đều tránh như tránh tà, bởi vì cô lúc này quá gớm ghiếc. Bà cả mệt mỏi hỏi nhỏ. Vậy cô ta là người hay là ma? Giao khóc lóc. Bu ơi, con Giao đây, con vẫn chưa chết. Chính là bà ta hãm hại con.
Lần ấy con phát hiện ra chuyện bà ta với ông quản gia lén lút chim chuột. Con đã bị bà ta đánh ngất. Họ bắt con xuống dưới hầm rồi chặt tay hành hạ con. Con dọa sẽ kể hết mọi chuyện nên họ không dám thả con ra ngoài. Họ cũng tung tin là con đã chết. Giao kể lại tất cả mọi chuyện cô đã phải trải qua, cộng thêm việc tại sao cậu Vũ lại tìm thấy mình. Bà cả nghe xong nước mắt như mưa. Bà không ngờ Giao lại phải chịu đựng khổ sở tới thế. Mị nãy giờ vẫn nghĩ không thông. Cô nhìn chằm chằm vào Giao, có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô vẫn không phải biết hỏi từ đâu trước. Cuối cùng cô lựa chọn im lặng. Cô lén quan sát sắc mặt của cậu Vũ. Cậu ấy thể hiện rõ sự thương cảm với Giao, luôn miệng trấn an cô bình tĩnh đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Họ nói chuyện tới gần sáng mới đi ngủ. Bà cả sai người chuẩn bị phòng cho Giao, kêu một người lại chăm sóc cho cô ấy. Mọi người ai về phòng người nấy. Mị lấy cớ muốn nói chuyện với mợ Xính nên bảo cậu Vũ về trước, nhưng cậu ấy kiên quyết không chịu. Vũ cứ thế bế cô thẳng về phòng, còn Mị thì ngượng ngập đỏ bừng mặt mũi. Vũ đặt cô lên giường, cứ vậy hôn lên trán của cô thủ thỉ. Mợ đừng buồn, cũng đừng nghĩ ngợi, trong tim tôi chỉ có mình mợ thôi. Mị chỉ lén thở dài. Cô vẫn hoài nghi chuyện cô gái tên Giao hồi nãy, nên chẳng có tâm trí mà nghe những lời tỏ tình đầy mật ngọt của cậu Vũ. Cậu ấy thì xưa nay khô khan như que củi, tự dưng nay có thể nói ra những lời đó, đến ngay cả bản thân Vũ cũng thấy bản thân thay đổi thật rồi. Khi không thể chịu đựng được hết tò mò, Mị mới thắc mắc, tại sao cậu biết mà cứu cô Giao? Nếu như cô ấy còn sống thì người chết dưới ao lần đó là ai? Chẳng lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy luôn sao? Câu hỏi của Mị khiến Vũ bị chấn động mạnh. Cậu đập mạnh vào trán bởi vì thấy mình quá hồ đồ. Cô gái tên Giao kia vừa xuất hiện đã xoay cả phủ như trong chóng. Vũ vì xúc động mạnh quá nên mới quên khuấy tất cả mọi chuyện. Rõ ràng người chết trôi trên hồ với Giao có khuôn mặt giống hệt như nhau. Nếu bà hai cố tình tung tin bậy bạ thì làm sao có thể kiếm được người chết thay như vậy được chứ? Chưa kể cái thai của cái xác ấy hoàn toàn trùng khớp với Giao. Lần đó Giao mang thai con của cậu Hưng, từ lúc sắp sinh thì phát hiện bị đuối nước. Vũ vừa ôm vợ vừa trầm mặc. Vậy cô gái hồi nãy không phải là Giao? Tại sao cô ấy lại nhận bản thân như vậy? Tại sao lại chịu hành hạ đau đớn tới thế? Mục đích cô ta xuất hiện ở đây là gì? Từ ngày cô Giao chết, tôi cũng không thể gặp được linh hồn của cô ấy. Mợ nói mợ từng thấy cô ấy rồi có phải không? Mị chẳng lưỡng lự mà lập tức gật đầu ngay. Ngày đầu tiên vào phủ, cô đã gặp linh hồn của Giao. Chính Giao đã nói cho cô rất nhiều bí mật. Cũng chính cô ấy nói cho cô cách chôn viên đá ngũ sắc. Vậy nên tự dưng có người xuất hiện, tự nhận mình là Giao, đã khiến Mị hoài nghi không dứt. Này, tại sao cậu biết mà cứu cô gái giả mạo kia? Hồi tối tôi vô tình bắt gặp bà hai chui lên từ dưới đất. Mọi khi tôi hay tới đây bị mất dấu, nhưng hôm nay đã phát hiện ra cái hầm hai hang đá. Bề mặt được ngụy trang bởi cỏ, nếu nhìn bằng mắt thường thì chỉ là đám cây dâm bụt và những bãi cỏ xanh mướt. Tôi đi xuống dưới thì bắt gặp cô gái này, giọng điệu và khuôn mặt giống hệt như Giao, nên tôi đã lầm tưởng. Cô ấy cũng tự nhận mình là Giao, xong kể hết mọi chuyện nên tôi mới mơ hồ tin là thật. Bây giờ chúng ta cứ giả vờ như không biết nhé, để coi cô ta tính giở trò gì. Dù sao cô ta cũng là một người tàn phế, muốn hại người khác không phải là dễ. Thế bà hai với ông Kỷ, cậu xử tử thật hả? Cậu Vũ siết chặt lấy vợ hơn nữa, giọng điệu hơi trùng xuống. Đó là nghiệp của họ, họ phải tự gánh. Nếu hôm nay chúng ta bị nắm thóp thì chắc chắn không sống được tới ngày mai. Chuyện sử dụng bùa ngải, bói toán là tội chết. Coi giao cho quan thì cái chết càng khắc nghiệt hơn. Đã vậy còn ảnh hưởng tới cả phủ. Vậy nên tôi mới tự tay xử lý họ. Mợ phải nhớ là nhân nhượng với kẻ xấu là tiếp tay cho chúng làm việc ác. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới đề phòng được hậu họa. Thực lòng Mị không ưa gì bà hai với ông Kỷ. Hai người họ luôn gây khó dễ, tìm cách hãm hại cô. Nhưng bây giờ nghe tin họ phải chết, cô cũng chẳng vui vẻ gì. Mị lý nhí, hay là mình đuổi họ ra khỏi phủ đi, đánh một trận là được rồi. Đã là con người ai cũng có lúc sai lầm, giết như vậy em thấy tàn nhẫn quá. Vũ cười tủm tỉm, cậu càng lúc càng thấy yêu cô gái này hơn. Cô ấy không chỉ giỏi giang xuất chúng mà còn có trái tim nhân hậu.
Ngay cả đối với kẻ thù cũng dễ bị mềm lòng. Vũ lẩm bẩm: "Ngủ đi mợ ơi, chuyện gì cũng để mai giải quyết. Hôm nay đau đầu nghĩ cách để mợ hết giận. May quá nhờ chuyện này nên chúng ta mới hòa giải được. Mà tôi hỏi thật, mợ giận tôi chuyện gì đấy?" "Cậu, em ngủ rồi mà." Mị kéo chăn trùm kín mặt, Vũ cũng chui vào trong chăn không ngừng chọc ghẹo. Chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Mị. Mọi chuyện không vui họ đều gác sang một bên. Họ muốn sống thật với trái tim mách bảo. Mãi gần trưa, hai người mới bước ra khỏi giường. Vũ nhanh nhẩu đi sai người làm đồ ăn cho vợ. Vừa xuống bếp đã bắt gặp Sao đang ngồi một chỗ nói chuyện với đám người làm. Họ sau khi biết sự thật đã không còn sợ hãi, xa lánh Sao. Ngược lại còn đồng cảm với số phận bi đát của cô. Giao cười hiền hậu: "Cậu Vũ dậy sớm thế, mãi rạng sáng nay mới được đi ngủ. Sao hai người không ngủ thêm chút nữa? Mợ Mị đẹp thật đấy, hai người đứng cạnh đúng là trai tài gái sắc." Vũ chỉ cười trừ, cậu cũng không muốn hỏi han thêm nên quay người rời đi luôn. Nhưng mới đi được vài bước, ngẫm nghĩ kiểu gì lại quay lại. Vũ bảo với người hầu thân cận nhất: "Thôi khỏi cần chuẩn bị, tôi đưa mợ ra ngoài ăn. Bưng nước ấm qua phòng cho mợ rửa mặt." Người kia vừa mới đi tới chỗ khuất đã bị cậu Vũ ngăn lại. Cậu ấy dặn dò: "Từ bây giờ trở đi, chuyện bếp núc do mình cô với Vũ Xanh phụ trách, tuyệt đối không được cho bất cứ ai động tay động chân vào." "Tôi biết rồi, cậu yên tâm." Lại nhắc về Vũ Xanh, từ ngày kia Tâm chết, Vũ ấy cũng khóc cạn nước mắt, nhưng ban ngày vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để hoàn thành công việc trong phủ. Vũ ấy cũng chẳng còn cười nói nhiều như xưa, chỉ làm xong việc lại lặng lẽ chui vào phòng nói chuyện với chiếc áo mà Tâm hay mặc khi còn sống. Cái chết của cô gái ấy vẫn chưa tìm bằng chứng để kết tội hung thủ. Mặc dù Mị cũng đã thử mọi cách để lên đồng với hy vọng gặp được Tâm, nhưng cứ lần tới lúc cô ấy mở miệng nói chuyện thì lại bị một làn khói đen kéo đi mất hút. Ánh mắt cô gái đáng thương ấy vừa thù hận vừa sợ hãi, muốn bấu víu cậu xin Mị cứu giúp, nhưng cô vẫn lực bất tòng tâm. Trong phủ, mọi chuyện càng lúc càng rối như mạng nhện. Ông quản gia thì sau khi đánh mùi thấy nguy hiểm, ông cũng án binh bất động, không còn dám thò mặt hẹn riêng bà hai như trước, mà nhận nhiệm vụ canh điếm ở ngoài bờ đê, đồng thời ra đó trông coi, phân công cho người làm canh tác ruộng đất. Vũ cầm lấy thau nước, rồi phẩy tay ra hiệu cho người này rời đi. Cậu tới thẳng phòng, cứ vậy lau mặt cho mợ. Mị thì đang ngồi trên bàn chăm chú giải quẻ. Cô ấy lên quẻ bằng 20 hạt đỗ đen. Vũ không dám làm phiền nên cứ nhẹ nhàng lau mặt cho vợ. Hôm nay cậu mới có dịp quan sát vợ mình gần như vậy. Công nhận là cô ấy có làn da trắng mịn, cộng thêm mùi hương xả bưởi từ mái tóc phả ra, khiến cho cậu dễ chịu rất nhiều. Mị bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu Vũ. "Nhà cậu còn có một người đàn ông thở ma xó. Loại ma này rất mạnh nên em không thể nhìn thấy dáng người nuôi, chỉ biết là đàn ông. Loại này mạnh hơn nhiều so với bùa ngải. Nếu mà không ngăn chặn kịp thời thì hậu họa về sau rất lớn đấy. Ông Kỵ là người mới nên không phải. Ám khí của bùa quá nặng nên người nuôi phải từ rất lâu rồi." Vũ không ngờ lại nhận được tin động trời như vậy. Cậu chỉ giỏi về mặt xem tướng, bói quẻ, còn những thứ liên quan tới mấy cái này Vũ không giỏi bằng Mị. Tuy cậu không hiểu quá sâu xa về ma xó, nhưng nghe Mị phân tích, cậu cũng thấy tầm quan trọng của vấn đề. Vũ kéo vợ tựa đầu lên vai của mình, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của cô. "Mợ đừng lo lắng quá, chuyện gì cũng giải quyết từ từ. Hôm nay tôi thấy mệt quá, chúng ta ra ngoài ăn rồi đi dạo một chút. Từ hồi mợ vào phủ, chưa có khi nào mợ được bước chân ra ngoài. Tôi cũng hứa đưa mợ về nhà thầy Bu chào hỏi, nhưng bây giờ trong phủ đang loạn như cào cào. Chúng ta mà đi sẽ rất nhiều người bị nguy hiểm." "Em biết chứ, sau khi xong việc chúng ta sẽ đi. Cậu không cần phải tự trách bản thân đâu. Chúng ta đều hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề." Hai người ra tới cửa thì bắt gặp Mợ Xính hớt hơ hớt hải chạy vào. Mợ ấy cầm cổ tay của Mị cứ thế lôi đi, vừa lôi vừa thở. "Cậu Hưng hôm nay khỏe rồi, nhưng cậu ấy cứ ăn lá rau ngót sống ấy, khiến tôi sợ quá." Mị cùng với Vũ lập tức chạy theo để kiểm tra sự tình. Khi tới nơi, cậu Hưng đã vui vẻ. "Hai người đi đâu đấy? Hôm qua nghe bảo là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi phải không?
Hai quân khốn kia bị bắt, chúng không điều khiển được linh hồn nữa, nên tôi cũng nhẹ nhõm hết cả người. Nay tôi bận chút việc, mọi người cứ ở đây chơi. Hưng đi thẳng ra ngoài, những người phía sau nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Mị khẽ hỏi, cậu ta bị vậy lâu chưa? Sáng nay mới bị, cả đêm qua cậu ấy sốt ly bì, bây giờ tính sao đây? Từ từ, để xem cậu ta thế nào đã, phải biết chính xác tình trạng mới có cách giải quyết. Cô nhớ tuyệt đối không được để những vật tôi cho rời khỏi người đâu đấy, chúng sẽ giúp cô vượt qua được nguy hiểm. Mị căn dặn Xính rất nhiều, cô cũng nói là Xính nên cẩn thận với Giao, tuyệt đối không được lại gần tiếp xúc, cô ấy có xúi gì cũng không được tin mà làm theo. Xính gật đầu, mấy ngày nay cô cũng sống trong thấp thỏm lo âu, chưa có ngày nào chợp mắt được yên bình. Cứ nghĩ tới cảnh máu me chết chóc là Xính lại dùng mình khiếp đảm. Cô chỉ cầu mong mọi chuyện sớm trở lại như ban đầu, coi như vậy cô mới có thể sống tiếp phần đời còn lại trong phủ. Trưa nay, ông hội đồng cùng bà cả ngồi ở trước từ đường. Ông bà gọi cho cậu Vũ lại để lên phường, để lên phương án xét xử bà Hai với ông Kỷ. Khi ông sai người áp giải hai người đó thì bàng hoàng nhận ra họ chỉ còn cái xác không có hồn. Cả hai đều ngừng thở, trên cổ có một vệt dài màu đen giống như thắt cổ. Tại hiện trường không có vật gì tự sát nên càng khiến ông bà hoang mang. Vũ ngồi bắt mặt thử, không thấy dấu hiệu của sự sống, cậu mới kết luận, họ chết rồi, chết do tự uống thuốc độc. Bà cả thở phào, chết cũng đáng, họ tự tử như vậy cũng đỡ, chúng ta đỡ mang tiếng ác. Từ bây giờ trở đi, mọi chuyện được yên bình, không còn lo nghĩ gì nữa. Thế còn kia liền, cháu gái bà ta thì tính sao? Vũ xanh nhanh nhỏ, cô ấy vẫn còn đang yếu lắm, thở không ra hơi ở trong phòng. Từ lúc bị bà Hai hãm hại, sức khỏe cô liền xuống dốc trầm trọng. Từ nhỏ cô đã sống trong phủ, bên ngoài không có ai thân thích, tôi mong bà giơ cao đánh khẽ. Bà cả cũng khó xử, dù bà ghét bà Hai, thậm chí là ghét lê cả sang liền, nhất là sai chuyện bà ta suýt chút nữa hãm hại hai cậu. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, liền hoàn toàn vô can. Nói đúng hơn, cô chỉ là công cụ để bà Hai mượn gây án. Ngay cả bản thân của Liền cũng suýt mất mạng, cô ấy cũng can đảm đứng ra vạch trần tội ác của bà Hai, nên ông hội đồng mới sực tỉnh cơn mê. Sau khi suy tính một hồi, bà quay sang nhìn chồng dò hỏi, ý ông tính sao? Thì con bé ấy cũng ngoan, hiểu chuyện, bây giờ đuổi nó đi cũng không được, nó không có ai thân thích, chưa hiểu cách sống của bên ngoài. Phủ chúng ta cũng đâu phải khó khăn gì đâu, nuôi thêm một người chẳng hề hấn gì cả. Bà Hai, bà cả nghe chồng nói vậy thì cũng không nói nữa mà ngầm chấp nhận. Vũ xanh mừng rơn cảm ơn rối rít. Vũ chạy nhanh tới phòng của Liền để báo tin. Cả ngày qua Liền cứ thấp thỏm chuyện sẽ bị trừng phạt. Cậu Vũ nhìn xác của hai người kia thì nói luôn, mang ra sau phủ chất củi đốt, đề phòng chôn sống có người đào xác để làm việc xấu, đúng giờ mãn ngọ làm luôn. Ông bà hội đồng không hề có ý kiến mà yên lặng để cậu Vũ tự quyết định. Mị đứng bên vẫn quan sát mọi động tĩnh, cô định bấm ngón tay để coi thử hai người này chết thế nào, nhưng một ánh sáng xẹt qua khiến cô giật mình lảo đảo suýt ngã. May có cậu Vũ đỡ kịp. Mị không hiểu tại sao lại bị như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này nên không ngừng lo lắng. Cô không lý giải được, nhưng vì không muốn bỏ lỡ giờ xử tử hai người kia nên không nói gì. Cô biết những người chơi bùa ngải thì cách tốt nhất là thiêu, chỉ có như vậy họ mới không thể dùng ma khí hại người khác được nữa. Nhưng lần này cả hai người họ đều đã sai lầm. Bà Hai trước khi chết đã tính toán được cậu Vũ sẽ làm như vậy nên đã chuẩn bị trước một bước. Cậu ấy không ngờ rằng chính vì quyết định này đã khiến cả phủ nổi một cơn sóng gió, nhấn chìm tất cả mọi thứ, khiến cả phủ phải hoang tàn. Bọn gia đình sau khi nhận được lệnh thì ngay lập tức chuẩn bị những bó củi lớn nhất chất chồng lên nhau. Họ đổ cả dầu hỏa lên đó để nhanh bắt lửa. Đúng giờ, họ khiêng xác hai người này đặt giữa đống củi, cứ vậy châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói đen phủ kín cả một góc trời. Cơn gió ở đâu thổi tới càng làm ngọn lửa cháy dữ dội hơn nữa. Mãi sang chiều ngọn lửa mới dập tắt, tuy nhiên vài thanh củi vẫn còn cháy âm ỉ. Đám đất xung quanh đây cũng chuyển màu đen, cây cối úa đi vì sức nóng khủng khiếp của lửa.
Khi mọi thứ tưởng đã xong xuôi, bỗng nhiên trên trời xuất hiện một đàn quạ cứ vậy bay theo vòng tròn. Chúng bay thụt lùi, rồi một con tự đâm đầu xuống đám cháy. Tiếng kêu ai oán rú lên và im bặt. Những con quạ khác thì bay vụt lên cao rồi biến mất. Mị bấm ngón tay rồi kêu lên: "Hỏng rồi." Dường như cậu Vũ cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Sắc mặt cậu ấy u ám rõ rệt, các ngón tay cứ bấm chặt vào nhau tới mức bật máu. Cậu nghiến răng đầy tức tối. Không ngờ đến khi chết, bà Hai vẫn nghĩ cách hại người. Bà ta quá thông minh xảo quyệt, đoán trước được cậu Vũ sẽ tính thiêu sống mình, nên mới đi trước một bước để phản đòn. Thấy Vũ quá lo lắng, Mị vội nắm tay cậu ấy, cô run rẩy. "Nếu như đã là số phận, muốn tránh cũng không được. Chúng ta tới đâu, tính tới đó, mình cứ hiên ngang đối đầu với nó." Mặc dù cô khuyên can cậu ấy như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng của cô đang run rẩy vì lo sợ. Cô biết sóng gió rất nhanh sẽ ập đến, thậm chí tất cả những người dính dáng tới phủ này đều sẽ gặp nạn. Đây là bùa trong bùa, hoàn toàn không có cách nào có thể hóa giải nó. Cả hai cùng thất thểu đi vào, mỗi người đều buồn rười rượi, dường như họ cũng lực bất tòng tâm, không biết phải giải quyết thế nào. Những ngày tiếp theo trong phủ hoàn toàn yên ắng, chẳng hề có bất cứ động tĩnh nào khác biệt. Ông bà hội đồng sau khi nhận ra bản chất của vấn đề cũng không nhắc tới vụ đuổi Mị nữa. Tuy nhiên, họ vẫn lấn cấn ở trong lòng, họ lo sợ con trai sẽ gặp họa diệt thân. Mợ Xính với cậu Hưng thì thân thiết quấn quýt không rời. Cậu mợ đang cố gắng vun đắp tình cảm. Cậu Hưng cũng thể sống thể chết, không bao giờ lăng nhăng hay để ý tới bất kỳ người con gái nào khác. Cậu hứa sẽ tu tâm sửa tính, quyết không làm phật lòng vợ nữa. Mợ Xính sau nhiều sóng gió cũng thay đổi suy nghĩ, đối xử tốt với tất cả mọi người, kể cả những người làm trong phủ. Mợ không còn kênh kiểu đánh đá như hồi đầu mới về phủ, nên dần dần ai cũng có thiện cảm với mợ ấy. Liền thì lại về vẻ mặt nhu mì, ngoan ngoãn. Cô ấy chăm chỉ làm mọi việc, tập trung bếp núc, khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất vẻ buồn bã. Từ ngày bà Hai mất, Liền không còn hay nói chuyện như trước. Cô cứ ngồi thu mình một góc. Thỉnh thoảng buổi tối cô còn tới phòng Vũ Xanh tâm sự cả đêm. Có lẽ họ đều mất đi người thân yêu nhất, nên dễ dàng chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Liền cũng thường xuyên đẩy xe giúp cô gái tự nhận tên là Giao đi khắp phủ. Dù sao Giao cũng là mợ Hai trên danh nghĩa. Mợ ấy bị ra nông nỗi này là do bà Hai, nên ông hội đồng cũng không làm khó mà để mặc mợ ấy ở lại trong phủ. Cô gái này rất hiếm khi chạm mặt với cậu Vũ lẫn cậu Hưng, dường như cô ấy cũng tự ti với vẻ bề ngoài của mình. Mặc dù vậy, cô luôn lạc quan, cô hay có mặt trong bếp dạy mọi người nấu các món mới. Hồi xưa khi ở trong đây, mợ Giao kia cũng nổi tiếng là người nấu ăn giỏi. Cô gái này hoàn toàn mọi thứ giống với mợ Giao, nên ai cũng buông lỏng phòng bị. Mặc dù vậy, họ vẫn kháo nhau rằng oan hồn hay gặp dưới ao là ai. Bởi vì có một số gia đình từng gặp hồn ma của mợ Giao, một số còn bị mợ ấy giấu trong bụi tre. Ai cũng có chút sởn gai ốc, nhưng vì miếng cơm nên họ chẳng có sức lực, thời gian mà suy nghĩ nữa. Phủ này cơm và bạc chia theo mức độ làm việc của mỗi người. Vũ Xanh và ông quản gia là người trực tiếp đánh giá rồi bẩm báo với bà cả. Vậy nên họ cũng không dám đứng túm năm tụm ba bàn luận quá lâu một chuyện gì đó. Từ lúc cô gái mạo nhận kia xuất hiện, Mị cũng hiếm khi ra khỏi phòng. Cô ấy thần bí tới mức không một ai biết Mị rốt cuộc đang làm cái gì, nghĩ gì. Cô ấy cả ngày cứ ở lì trong phòng, chỉ khi nào tới giờ ăn mới bước ra ngoài. Cậu Vũ thì đi từ sáng tới đêm. Cậu mợ ấy không thấy to tiếng hay có vẻ giận nhau, càng khiến mọi người tò mò. Hôm nay đúng 7 ngày bà Hai lẫn ông Kỵ tự tử, thì trong phủ xảy ra một chuyện lạ. Sau khi ăn cơm tối xong, tự dưng một người ăn xin bị què từ đâu lết tới, ngồi trước cổng nằng nặc đòi gặp ông hội đồng. Người này da thịt lở loét, bốc mùi hôi thối khó chịu. Mặc cho gia đình nằng nặc đuổi đi, nhưng người này vẫn kiên quyết không chịu, lại còn mạnh miệng nói ông hội đồng nợ mình nên tới đây để mà đòi lại. Ông ấy còn đe dọa nếu không bẩm báo cho ông hội đồng để lỡ dở mọi chuyện thì những người canh cổng đều sẽ phải chịu trọng tội. Mấy tên gia đình cũng thấp thỏm lo âu, họ bàn bạc một hồi rồi quyết định vào bẩm báo. Ông hội đồng nghe xong thì nhíu mày đầy khó hiểu.
Ông không tin một người ăn mày lại dám ăn gan hùm tới đây đe dọa mình, nên lập tức ra lệnh cho vào. Ông ăn mày kia được khiêng vào trong ngay tức khắc. Đúng lúc này Mị vừa đi ngang qua, cô giật mình khi nhìn thấy ông già ấy. Dường như người kia cũng nhận ra cô, nhưng ông già như không quen. Mị về phòng mà trong lòng vẫn ngổn ngang nghĩ về người đó. Tại sao ông ta lại tới đây chứ? Hóa ra người ăn mày này tên là Vĩnh, chính là thầy mo rất giỏi, nhưng cũng giống như thầy Bu Mị giấu nghề. Ông ấy và thầy của Mị xưa kia cùng một nơi, sau này hai người sẽ theo hai hướng khác nhau. Ông Vĩnh này thì theo bọn ác, không ngừng vẽ ra đường đi nước bước, cộng thêm làm bùa ngải cho chúng hại người. Thầy của Mị thì theo nghề bốc thuốc, ông chỉ lén sử dụng ngải để cứu giúp những người bệnh nặng. Mị cũng không nghĩ rằng mới có mấy năm không gặp mà ông Vĩ thảm hại như bây giờ. Cô chắc mẩm chắc là do bùa quật. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng cô lại dấy lên nỗi buồn không tài nào tả được. Đang trong đầu suy nghĩ thì có âm thanh lạnh lẽo bên tai. Mị, Mị, cứu tôi. Mị quay ngoắt sang một bên thì bắt gặp Sao đang co ro, trên đầu bị một sợi dây màu đỏ cột chặt. Mị vội hỏi, cô bị sao thế? Bữa giờ sao tôi không thấy cô? Cô có biết trong phủ xuất hiện một cô gái tự nhận là cô không? Giao khẽ gật đầu, cô lý nhí. Đấy là Ngọc, em gái của tôi. Hồi bu tôi sinh hai chị em tôi thì qua đời. Tôi ra trước con bé có một chút. Hai chị em tôi sinh đôi, giống nhau như đúc. Người ngoài nhìn vào rất khó phân biệt. Năm tôi 8 tuổi thì bị bán đi nơi khác, làm người ở, vì thầy tôi không nuôi được cả hai chị em. Con bé ngoan lắm, nó thương tôi nên cứ nằng nặc đòi bán thay tôi, bởi vì cơ thể tôi yếu ớt hay bị bệnh, nhưng cha tôi không chịu. Sau này lớn lên thì em ấy cùng thầy chuyển đi nơi khác. Mấy năm chúng tôi mới gặp nhau một lần. Sau này khi nghe tin tôi bị hại chết, con bé đã cải trang thành tôi để tới đây trả thù, nhưng không may bị bà Hai bắt được. Bà cũng nhận ra con bé bởi họ cùng luyện chung một loại bùa chú, nhưng nghe bảo loại bùa của Ngọc cao siêu hơn. Tôi cũng không biết con bé học được của ai. Nó nói với cậu Vũ, trước kia từng gặp gỡ cậu ấy, nhưng cậu lại nhầm lẫn là tôi. Con bé đem lòng yêu cậu ấy từ lâu rồi. Bà Hai lợi dụng điểm yếu này, bắt nó trao bí quyết chế thuốc giải. Nhưng con bé không biết, nên bao nhiêu năm qua bị đánh đập, tra tấn ở dưới hầm đó. May mắn mấy hôm trước mới được cậu Vũ cứu giúp. Tôi nhìn thấy sắc khí con bé rất kém, màu đen bao kịt phủ xung quanh. Tôi sợ nó sẽ làm điều xấu. Nhờ cô chuyển cho Ngọc một cái túi vải, trong đó có sợi dây chuyền tôi chôn ở dưới gốc mít bên phải cái giếng. Chỉ cần cô đưa ra là Ngọc tự biết phải làm gì. Cô hãy giúp tôi cảm hóa con bé. Tôi sợ nó sai chân và hận thù rồi làm việc xấu. Được rồi, cô biết chuyện bà Hai với ông Kỵ chưa? Hai người đó ở dưới đó đang bị trừng trị dã man lắm. Tôi thấy họ bị bắt lôi đi, tôi không dám coi tiếp nên chạy về đây báo tin cho cô. Sau này tôi không gặp được cô nữa rồi, nhớ giúp tôi hoàn thành chuyện kia. À còn nữa, em gái tôi thích cậu Vũ, chứ cậu ấy không có ý gì hết. Cậu rất yêu cô, đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp cậu ấy. Tôi đi đây. Giao nói vậy rồi tan biến luôn. Mị ngồi đó thở dài thườn thượt. Bây giờ cô đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô thấy thương cho Ngọc, một cô gái quá bất hạnh khi phải chôn vùi tuổi xuân, tính mạng của mình ở trong tay bà Hai. Cô không muốn Ngọc bị hận thù che mở mắt. Bây giờ cô đã đoán được Ngọc sẽ làm gì tiếp theo, nên đang đau đầu nghĩ cách ngăn cản. Cô uể oải đứng dậy thì va phải cậu Vũ. Cậu ấy thấy Mị thì vội vã hỏi ngay. Mợ đi đâu đấy? Đây tôi đi hỏi khắp các tiệm thuốc nhưng không có loại mà mợ chỉ. Nếu mà thay loại khác tương tự thì có ổn không? Không được, chỉ có duy nhất cái lá này kỵ mấy cái loại bùa đó. Mà chuyện đó gác lại đi, em kể cho cậu nghe chuyện này. Mị thuật lại toàn bộ mọi thứ. Cậu Vũ cứ há hốc miệng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ sao lại có một cô em gái giống nhau như tạc. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cậu cùng vợ ra sau giếng, cặm cụi đào dưới gốc mít lên, thấy một cái túi vải. Họ cầm túi phủi sạch rồi tới thẳng phòng của Ngọc. Cô ấy lúc này đang ngồi thiền, hai mắt nhắm chặt lại, cả người bất động. Khi nghe có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Ngọc bừng tỉnh. Cô nằm xuống giường giả như đang ngủ say. Mị dừng lại gõ cửa rồi nói vọng vào. Cô ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói.
Bên trong vẫn im lìm không có tiếng trả lời. Mị nói luôn: Tôi mang cho cô di vật của chị gái cô. Cái gì? Vào đi. Mị đẩy cửa bước vào. Cô tiến thẳng tới giường, nhẹ nhàng đặt túi nhỏ bên cạnh Ngọc rồi nói: Tôi đã biết hết mọi chuyện. Chị gái cô nhờ tôi chăm sóc cô. Hãy để tôi tìm ra chân tướng mọi việc. Cô hãy dừng lại đi, đừng để lún sâu vào vòng xoáy thù hận. Hãy cứ coi như đây là nhà của mình. Chúng tôi sẽ thay sao bảo vệ cô. Cô nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cần nói tôi cũng đã nói rồi. Mị quay người đi. Cô vừa đi được vài bước thì Ngọc đã lẩm bẩm: Tại sao chị ấy không về kiếm tôi? Tại sao lúc nào chị ấy cũng chạy trốn? Tại sao không một lần dám đối chất với tôi? Mị biết tâm trạng của Ngọc lúc này không tốt nên chẳng dám giải thích nhiều, chỉ nói một câu duy nhất: Giao ở dưới đó khổ lắm. Cô bị người ta yểm bùa, đau đớn không thoát ra được, tới chết vẫn còn bị hành hạ. Cô thậm chí còn không gặp được con mình dưới đó. Tuy nhiên cô vẫn đau đáu, sợ cô bị người khác hãm hại, nên cố tình tìm cách liên lạc với tôi, nhờ giúp đỡ cô đấy. Lần này cô ấy chắc chắn sẽ bị tan thành mây khói vì dám trái lệnh kết nối với người Trần. Mọi chuyện cô tự biết sẽ thế nào rồi đúng không? Cô nghỉ đi, chúng ta nói chuyện sau. Mị bước nhanh ra ngoài. Cô thở dài nhìn cậu Vũ đang đứng đợi đầy mệt mỏi. Bất chợt cô ôm chầm lấy cậu ấy, giọng lạc đi thấy rõ: Em mệt, thực sự rất mệt. Em cũng không biết chúng ta có chống đỡ nổi hay không. Hôm nay ông Vĩnh xuất hiện, em lại thấy có điểm không lành. Vũ vỗ nhẹ nhẹ cô rồi an ủi ngược lại: Mấy ngày này cậu giáo giết tìm cách hóa giải long mạch của phụ nhưng vẫn không được. Toàn bộ nơi đây đều bị chấn yểm hình bát quái, cộng thêm bùa của bà hai dùng chính máu của mình luyện ra, nên rất khó có thể xử lý. Nếu như trước rằm tháng sau không phá được thì cứ mỗi tháng sẽ có một người chết. Ai cao số thì hóa điên. Con vật trong phủ hoặc những đứa trẻ đều tự đập đầu vào tường mà tự tử. Đây chính là điều mà hai người họ sợ hãi nhất. Đã từng có rất nhiều nhà chơi bùa ngải khi bị phản đều nhận kết quả thê thảm như vậy. Tại phòng riêng, ông hội đồng đang chăm chú nghe ông Vĩnh coi quẻ. Mọi thứ về ông hội đồng được người này đọc vanh vách, như ông ấy biết hết mọi thứ. Thậm chí ngay cả những bí mật chỉ có ông hội đồng sống để bụng chết mang theo, nhưng cũng bị lôi ra bằng hết. Ông hội đồng cứ mắt tròn mắt dẹt, bởi vì ông quá thán phục tài tiên đoán của người này. Ông mới còn nói rõ ràng họa tiếp theo trong phủ sẽ gặp phải, hiện tại không có cách nào có thể chống đỡ. Vậy rồi làm sao mới có thể giải được chứ? Thú thực tôi cũng chưa nghĩ ra cách vẹn toàn. Ngày mai dẫn tôi đi kiểm tra khắp phủ, tôi xem bát quái kia có bị phong ấn ở tâm hay chưa. Nếu như phong ấn trúng tâm thì coi như là vô phương cứu chữa. Máu đang chảy gần hết bát quái rồi. Bát quái đó nguy hiểm tới vậy luôn à? Bát quái đó lấy từ tên tuổi của mọi người trong phủ để luyện nên sức mạnh vô biên. Quan trọng là nhiều người đã chết, họ không thể dùng máu để cùng nhau giải, nên chấn yểm kia càng trở nên vững chắc. May là phủ này có hai người giỏi đã cố hết sức ngăn chặn. Nếu không, ngay khi bà hai chết, ông cũng mất mạng rồi. Ông hội đồng ngã luôn xuống đất, hai mắt cứ vậy đờ đẫn. Loại khốn nạn, đúng là nuôi ong tay áo. Sau khi được ông Vĩnh nói rõ mọi âm mưu tính toán của bà hai thì ông hội đồng lại càng căm hận. Ông không ngờ người vợ đầu ấp tay gối, người mà ông đã từng yêu thương cho bà ấy mọi thứ như vậy, mà sau lưng lại dám cấu kết với người ngoài muốn kéo ông ngã ngửa. Nếu như bà ấy không bị phát hiện thì ông mới là người phải xuống hoàng tuyền. Ngay cả khi đã chết, bà cũng nghĩ cách kéo theo mọi người trong đây xuống chung để không ai có thể an toàn thoát nạn. Ông hội đồng tức quá hóa thẹn, cứ vậy đấm mạnh vào tay của mình xuống đất, nhưng đau quá lên lại nhăn nhó suýt xoa. Ông Vinh thấy vậy thì trấn an: Chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ ông có tức giận cũng chỉ làm tổn hại sức khỏe mà thôi. Chỉ bằng cứ bình tĩnh nghĩ cách hạn chế tối thiểu thiệt hại, được tí nào hay tí ấy. Phủ nhà ông có con bé Tâm chết thảm lắm, con bé cứ lảng vảng ngoài phủ không được vào đây. Nó nhớ bu nó nên nhờ tôi chuyển lời dùm. Nó bảo đốt cho nó tí quần áo, rồi đó lạnh lẽo lắm. Phủ nhà ông tính ra mạt rồi đấy. Oan hồn khóc lóc đòi mạng khắp nơi, không nhanh chóng xử lý là... Ông Vĩnh nói tới đây thì dừng lại. Ông lén quan sát sắc mặt của ông hội đồng.
Khi ấy người kia hoàn toàn tin tưởng thì đánh tròn đòn chí mạng. Thực ra vẫn còn một cách, nhưng quan trọng là ông có dám hay không. Ông thấy tiền tài hay tính mạng mới là quan trọng nhất. Tất nhiên là tính mạng. Ông hỏi bằng thừa. Ông cứ nghĩ cách đi, vàng bạc tôi không thiếu, chỉ cần phủ này được yên bình, nhất định tôi sẽ trả cho ông thật hậu hĩnh. Nếu mà ông muốn được ở lại trong phủ, có người hầu hạ, cơm bưng nước rót, không cần khổ sở lang bạt ở bên ngoài. Ông Vĩnh tiếp lời. Không phải. Nếu như ông muốn cứu tính mạng của phủ này với chính bản thân mình, chỉ có một cách duy nhất là đổi chủ. Bà Hai lấy bát tự của ông để khóa vòng bát quái. Chỉ khi nào thay chủ nhân của phủ sang người mới, không có quan hệ huyết thống hay quen biết với phủ này, mới mong tất cả bảo toàn mạng sống. Ông hội đồng nghe như sét đánh ngang tai. Ông ôm ngực đầy tức tối. Sản nghiệp cả đời của ông không thể để rơi vào tay kẻ khác. Ông chẳng cần nghĩ ngợi mà gạt đi ngay tức khắc. Hàm hồ, tôi không tin mấy chuyện nhảm nhí ấy. Nếu mà giao phủ này cho người khác thì thả tôi chết. Tôi chết cho khỏi ấm ức. Mà kệ đi, tôi đâu tính tới đó. Ông hội đồng tức xanh mặt. Ông lồm cồm bỏ dậy rồi đi luôn ra ngoài. Tuy trong lòng ông vẫn lo lắng khôn nguôi, nhưng mà ông thả chết cũng không làm theo cách mà ông Vĩnh chỉ điểm. Ông ấy vào phòng leo lên giường rồi cố chợp mắt một chút. Bà cả nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ông cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm với vợ. Có lẽ vì quá mệt nên vừa đặt lưng chưa lâu thì cơn buồn ngủ ập đến. Trong giấc mơ, ông thấy rất nhiều người quen của phủ đang túm tụm cười nói, chỉ trỏ về phía mình. Ông hội đồng ghét nhất là những thể loại lười nhác, không lo ăn mà ngồi một chỗ đàm tiếu người khác. Ông hầm hầm bước tới định trừng trị, nhưng khi tới nơi, bọn họ lại biến mất ra phía xa hơn. Ông tưởng mình bị hoa mắt nên cứ không ngừng dụi mắt. Ông lại tức tốc chạy theo về phía đám người đó. Khi tới cái giếng, tất cả bọn họ cùng nhảy xuống. Ông hội đồng mất đà suýt ngã, nhưng may mắn được một cánh tay túm chặt, kéo giật lùi về sau. Giọng nói gấp gáp của bà cả khiến ông như bừng tỉnh. Đêm hôm khuya khoắt, ông ra đây làm cái gì thế? Đã vậy còn không cầm đèn hay đuốc, lỡ ngã ra đấy lại khổ thân. May mà cái giếng này trước ông sai người lấp đấy, chứ không hôm nay ông nguy to. Ông hội đồng nhìn vợ mình, ông gãi đầu rồi tự hỏi. Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi vừa mới ngủ trong phòng cơ mà. Chắc là ông mệt quá sinh ảo tưởng. Thôi về phòng ngủ một giấc, mai sẽ quên hết mọi thứ. Sau này ông đừng có tự một mình đi đâu nữa. Cần gì cứ nói với tụi người hầu nó làm cho. Ông hội đồng thấy cả người cứ lâng lâng như trên mây. Dường như nỗi sợ hãi mơ hồ đã ngấm dần trong từng thớ thịt. Từng bước chân của ông cứ nặng như chì. Nếu như không có bà cả đi cạnh dìu, chắc là ông không về lại trong buồng. Nguyên đêm ấy, ông hội đồng sốt ly bì. Cả người ngợm lúc nào cũng nóng rực như hòn than đang cháy. Bà cả sốt sắng, cứ chạy ngược chạy xuôi kiếm lá nhỏ nồi giã nát cho ông uống. Dùng khăn ấm lau khắp người, chườm cả trên trán, nhưng cơn sốt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông cứ mê sảng rồi hú hét liên hồi. Ông ấy thấy mình như bị đám ma quỷ đuổi theo đâm chém. Đám ở đợ máu me khắp người đòi đền mạng. Những người bị ông hãm hại đều lần lượt lôi ông ấy đi, thả vào bể nước sôi. Ở trong đó, ông cảm thấy đau đớn muốn chết đi sống lại. Ông hội đồng bỗng giật liên hồi, mắt cứ thế trợn ngược, miệng méo sạch sang một bên, còn bà cả vẫn không ngừng gào khóc gọi tên. Cậu Vũ từ trong phòng bên ngay lập tức có mặt. Cậu ấy thấy cảnh tượng như vậy thì vội vã dùng khăn cuốn tròn nhét vào miệng thầy mình, nhưng ông ngay lập tức ngất xỉu. Mỹ lúc này cũng vừa chạy đến. Cô nhìn biểu hiện của ông hội đồng thì biết ngay mọi sóng gió đã bắt đầu linh nghiệm. Người đứng đầu phủ sẽ phải chịu hậu quả nặng nhất, tiếp đến là vợ con của họ, rồi mới tới lần lượt những người ở đỏ. Mỹ chỉ có thể động viên chồng hãy thật bình tĩnh, đừng ầm ĩ chuyện này kêu cả phủ sẽ hoang mang. Ấy vậy mà sáng hôm sau, chẳng hiểu có ai loan tin ra ngoài là tất cả mọi người sẽ lần lượt chết. Ông hội đồng khó trụ được trong 3 ngày. Công nhận là tin đồn này có sức sát thương kinh khủng, khiến toàn bộ người ở đều dậy sóng. Họ bắt đầu hoài nghi rồi tính toán bàn bạc. Chẳng ai muốn chôn mạng ở nơi này, họ đã chứng kiến quá nhiều cái chết oan ở đây. Không cần ai nói với ai, họ cũng đều đoán được oan các hồn ma đã tụ tập về để trả thù. Họ còn lén lút đốt cho các linh hồn rồi cầu xin tha mạng. Trong phủ đi đâu cũng thấy mùi đốt giấy, cộng thêm cái mùi khét của quần áo đang cháy dở. Ông hội đồng nằm bẹp một chỗ,
chỉ còn chút hơi tàn, miệng cứ méo sạch sang một bên, đôi mắt đỏ đẫn đầy mệt mỏi. Mới sáng sớm, mợ Xính đã chạy Mỹ để hỏi cho ra lẽ những thông tin mợ nghe được, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Mỹ. Tuy nhiên nhìn Mỹ bơ phờ như vậy, Xính cũng đoán được tầm quan trọng của vấn đề. Cô lắc mạnh bờ vai gầy của Mỹ rồi kiên quyết: "Đừng giấu tôi nữa, dù sao chúng ta cũng là người trong phủ, bây giờ cùng sống cùng chết. Tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết thảm, tâm trí tôi đã chai sạn luôn rồi. Xin cô nói cho tôi biết sự thật chuyện này được không?" Mặc dù cô ấy năn nỉ gãy lưỡi, nhưng Mỹ vẫn không tiết lộ điều gì. Cô chỉ nói mọi thứ là trùng hợp, chứ hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm. Chỉ cần mọi người sống tử tế, không có bất cứ tà niệm nào, nhất định sẽ được sống bình an khỏe mạnh. Xính vừa nghe tới đó thì bỗng thấy dưới bụng như có một lực đẩy ngược lên cuống họng. Cô không chịu được, ôm bụng chạy ra sân, nôn thốc nôn tháo. Mỹ cũng vội vã chạy theo. Sau khi nôn hết mật xanh mật vàng, Xính mệt mỏi ngồi luôn xuống đó. Cô thều thào: "Này, tôi ăn trúng cái gì rồi ấy?" Mỹ bỗng nắm chặt cổ tay của Xính lắc mạnh. Cô chăm chú tới mức Xính hỏi mấy câu cũng không trả lời. Sắc mặt của Mỹ mỗi lúc một khó coi. Cô nghiêm nghị: "Này, tôi nói chuyện này nhé, cô tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai, rõ chưa?" "Cô nói đi, tôi không kể với ai đâu, tôi bị bệnh gì?" "Cô có thai rồi." "Hả? Có thai á?" Mị vội bịt chặt miệng Xính lại rồi nói khẽ: "Đã bảo là đừng có để ai nghe được, nói bé bé thôi." "Này, có chuyện gì nghiêm trọng phải không? Thế cậu Hưng cũng không được nói luôn hả?" Mị gật đầu, cô kéo Xính vào trong buồng mình để tiện nói chuyện. Chẳng biết là họ thủ thỉ những gì mà khuôn mặt của Xính hết xanh rồi lại trắng. Cô thậm chí là muốn xỉu ngang, chân tay mềm nhũn. Một lát sau, Mỹ dặn Xính cứ ngồi yên trên giường, còn mình thì chạy xuống bếp. Sau khi đi lên, mang theo một quả trứng gà đã luộc chín, Mỹ bóc trứng rồi đánh khắp người cho Xính. Sau đó cả hai cùng nín thở theo dõi kết quả. Quả đúng như những gì Mỹ dự đoán, quả trứng được tách ra làm hai miếng, phía trong đen sì, còn nhỏ ra hai giọt máu. Xính cứ thế ôm ngực thở dốc: "Kinh thế này hả trời? Tôi có gây thủ chuốc oán với ai đâu mà họ cũng không tha chứ." Thế nên cô tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai biết cô đang mang thai. Mục đích của loại bùa kia là làm cho phủ này tuyệt tự tuyệt tôn. Nếu họ biết vẫn còn sinh linh này chưa xuất hiện thì bằng mọi giá sẽ làm hại cô và đứa trẻ. Tôi vẫn chưa biết đích xác là ai, ai là người thở ma xó ở trong đây. Xính cứ như người không hồn, cô gục đầu xuống bàn. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên cô biết được cảm giác kinh sợ về đầu óc. Quả thực nó ghê gấp trăm lần nỗi sợ thể xác. Cô cố gắng nói thêm: "Hay là tôi xin về phủ nhà thầy Bu tôi để dưỡng bệnh có ổn không? Thực sự tôi lo lắng cho đứa bé lắm, chứ không phải là tôi ham sống sợ chết. Tôi đã mong mỏi đứa con này mấy năm trời đằng đẵng. Tôi không muốn con của tôi có bất cứ nguy hiểm nào. Nếu bây giờ cô đi thì cả phủ bên ấy sẽ bị liên lụy. Bùa ngải này đeo bám con người ta mãi mãi, dù cô trốn đi đâu cũng không thoát được nó, trừ khi hóa giải được nó. Cô chịu khó chút nhé, tôi đang nghĩ cách. Hãy nhớ, nếu mà cơ thể có gì khác biệt, ngay lập tức nói với tôi. Chuyện này khoan nói với cậu Hưng. Chẳng hiểu sao tôi vẫn có dự cảm không lành về cậu ấy, cô cũng nên thận trọng." Xính hiểu ý tứ trong những lời nói của Mỹ, cô không giận ngược, ngược lại còn cảm ơn Mỹ đã giúp đỡ mình. Họ tâm sự với nhau tới tận trưa mới dừng lại. Xính cũng kể cho Mỹ nghe những bất thường của Ngọc. Cô còn khẳng định người đó không phải là Giao, bởi vì sau gáy của Giao có một nốt ruồi rất nhỏ, trừ khi để ý kỹ lắm thấy mới thấy, còn người này thì không có. Mỹ chỉ khẽ cười rồi động viên Xính không cần để ý tới Ngọc nữa, mọi chuyện cứ để Mỹ lo liệu. Nhiệm vụ bây giờ của Xính là ăn uống thật nhiều, không được lo lắng kẻo ảnh hưởng tới em bé. Buổi chiều khi đang lang thang ra ngoài lái lá thuốc thì Xính vô tình bắt gặp Liền đang lấm lét chôn đồ gì dưới đất sau bụi tre. Chỗ này giờ không có ai dám bén mảng tới vì họ sợ sẽ bị ma phế quá. Liền chôn xong thì lấp đất lại như cũ. Cô cũng bước nhanh vào trong ngôi nhà cũ. Ở đó ông quản gia đang chờ sẵn. Ông ấy nhìn thấy Liền thì thở dài thườn thượt: "Hôm nay ta muốn nói cho con biết một bí mật. Con hồ đồ quá rồi Liền ơi." "Cái gì? Ông hẹn tôi ra đây nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Chẳng phải là ông nói muốn đưa cho tôi vật gì đó quan trọng sao?" "Con bình tĩnh.
Chuyện này ta giấu con từ rất lâu. Con biết con đã làm điều gì ngu ngốc hại bà hai không? Bà ấy chính là bu đẻ của con đấy. Cả cuộc đời bà ấy tìm đủ mọi cách bao bọc cho con. Có khi nào bà để con thiếu thốn cái gì không? Bà ấy với ta từng quen nhau từ nhỏ, bọn ta yêu nhau. Nhưng sau này bà ấy bị bắt gả cho ông hội đồng. Ta cũng xin vào đây làm gia đình, dần dần lên được vị trí quản gia. Còn chính là kết tinh tình yêu của ta và bà ấy. Nghe tới đây, cả Mị lẫn Liền cùng thất kinh, không ai dám tin đó là sự thật. Liền trợn trừng mắt, cổ họng nghẹt ứ, không nói được một lời nào. Cô mếu máo. Bà ấy là bu tôi. Thế sao bà ấy yểm bùa tôi? Chính tôi bắt được bà ấy chôn các vật bốn góc giường của tôi mà. Không phải, là bà ấy muốn bảo vệ con. Bà ấy chôn những vật đó để không linh hồn nào làm hại con được. Đó là bùa phòng thân. Có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, bà ấy cũng đều dành hết cho con. Có bao giờ bà ấy để ai bắt nạt con chưa? Vậy mà con đã làm gì bà ấy? Con suốt ngày gây chuyện, còn bà ấy lại phải đứng ra giải quyết. Con có nhớ, con lần con làm vỡ chiếc bình sứ gia truyền, suýt nữa bị ông hội đồng đuổi đi. Chính là bà hai quỳ trong tử đường một ngày một đêm để cầu xin cho con đấy. Vậy mà con lại nhẫn tâm đẩy bà ấy vào con đường chết. Có khi nào con vắt tay lên trán hối hận không? Lần con ốm thập tử nhất sinh do hen suyễn, ai là người cõng con giữa trời bão tới từng nhà thầy lang để cầu xin chữa trị? Ai? Là ai? Đủ rồi, ông im đi. Liền bịt chặt tay, cô vụt chạy ra ngoài, nhưng đụng trúng Mị. Cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau. Liền lập tức chạy đi mất. Cô vừa chạy vừa khóc. Không, không phải, bà ấy không phải là bu của tôi. Mị cũng vội vã rời đi. Trong đầu cô đang hoang mang cực độ. Có quá nhiều những bí mật động trời được phanh phui cùng lúc. Con nằm mơ cô cũng không dám tin bà hai với Liền lại là bu con ruột. Bà ấy giấu nhẹm chuyện này trong suốt bao nhiêu năm mà không bị ai phát giác. Kinh khủng hơn nữa, bà ấy với ông quản gia lại có quá nhiều dây dưa. Vậy mục đích họ muốn lật đổ ông hội đồng là vì muốn chiếm trọn gia sản, đồng thời họ muốn đường hòa cạnh nhau mãi mãi, hay là còn lý do nào khác? Nhớ lại những lời nói ngọt như mật, cộng thêm cử chỉ chăm sóc chu đáo mà bà hai dành cho ông hội đồng, càng khiến Mị được phen trầm trồ. Ở phủ này lâu ngày, cô nhận ra được một bài học xương máu. Không thể nhìn ai, nhìn bề ngoài mà có thể đánh giá một con người. Có những người tưởng chừng đanh đá nham hiểm, nhưng kỳ thực lại thiện lương. Ngược lại, có những người miệng luôn giao giảng đạo đức, đi nhẹ nói khẽ, lại chính là lòng dạ rắn rết. Mị thương cho Tâm. Cô không biết oan hồn của Tâm lưu lạc ở chỗ nào. Có nhiều khúc mắc cô muốn làm rõ một lượt. Mị cũng bắt đầu thấy hoài nghi nguyên nhân thực sự cái chết của Tâm. Rất có khả năng cô biết được bí mật kia nên mới bị bịt đầu mối. Mị ngồi trên mô đất, tay dùng một hòn đá, cứ vậy gạch từng đường chặt chỉ xuống đất, nét mặt buồn thiu. Thời gian mỗi lúc một gấp, nhưng cô không còn cách hóa giải được loại bùa ấy. Cô bắt đầu sợ hãi, nếu mình bỏ mạng ở nơi này, ai sẽ chăm sóc cho thầy bu? Mị là người tiếp xúc bùa ngải từ bé, cô hiểu rõ sức mạnh vô hình của chúng. Con người không thể chế ngự được thế lực tâm linh này. Cô cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái chết, thậm chí chết chùm bởi vì dính dáng tới bùa ngải. Nghĩ tới đây, cô bắt đầu lo lắng. Có những nỗi sợ hãi mà chẳng biết tâm sự với ai, bởi vì cô sợ khiến cho người bên cạnh cũng hoang mang suy nghĩ. Mị ngắt một ngọn cỏ, cô cho vào mồm nhai đi nhai lại, trong đầu không đọng lại bất cứ cảm xúc gì. Bỗng hình ảnh một ngọn lửa bốc cháy dữ dội dần hiện ra. Lồng ngực của Mị bị co rút đau đớn. Cô không thể đứng dậy, miệng khô khốc, chân tay co quắp lại với nhau. Mị nhận ra điều chẳng lành nên cắn chặt môi tới bật máu, mắt nhắm nghiền, tịnh tâm như đang đọc thần chú. Khoảng nửa canh giờ, những biểu hiện này mới biến mất. Cô ngửi rõ mùi tanh của máu đang ở xung quanh mình. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô đã hồn lìa khỏi xác. Mị nằm hẳn xuống đất, ngẩng mặt lên trời. Bầu trời hôm nay đẹp lắm, râm mát, những cánh chim đang thong thả nhào lượn, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, làm mấy sợi tóc trên trán cô cứ bay phấp phới không ngừng. Đang thả hồn theo cơn gió thì một vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy Mị cùng giọng điệu trầm ấm. Sao mợ lại ra đây? Mợ lại đang nghĩ gì về chuyện kia à? Mị không đáp lại, cô nép sát vào người cậu Vũ, lần đầu tiên cô chủ động tình cảm như vậy. Có lẽ Mị đã quá mệt mỏi, cô kiệt sức
nên chỉ muốn bấu víu lấy bờ vai rắn chắc ấy. Cô muốn được bình yên dù chỉ một ngày, nhưng điều đó quá đỗi xa vời. Hai người cứ im lặng như vậy, họ không nói cũng chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì. Họ chỉ muốn được ở cạnh nhau, mãi mãi bình yên như vậy. Vũ biết mình quá ngu ngốc vì đổ thêm dầu vào lửa. Cậu cũng biết tính mạng của mọi người tính bằng ngày, thậm chí là bằng cả canh giờ. Cậu nghĩ nát óc, các cách nhưng mà chẳng ăn thua. Thú thực Vũ cũng đã có những lúc muốn sụp đổ. Trong phủ, Châu bắt đầu lăn ra chết, gia súc gia cầm cũng chẳng hiểu sao đồng loạt chết luôn. Những người có kinh nghiệm dù hiến đủ mọi cách để cứu chữa nhưng không ăn thua. Chúng chết nhanh tới nỗi người ta trở tay cũng không kịp. Ông hội đồng thì còn chút hơi tàn. Ông nằm bất động trên giường, không hề biết đến mọi thứ tồn tại xung quanh. Bà cả thì lo tới mất ăn mất ngủ. Bà nghe tin mợ Xính bị ốm thì sai người làm con gà hầm cho mợ ấy, rồi đích thân mang sang cho con sâu. Xính lúc này nằm bẹp trên con giường, mặt mày trắng bệch. Phía dưới có cái thau mật xanh mật vàng đủ cả. Xính thấy bà cả cố gượng dậy nhưng đầu đau như búa bổ. Bù thông cảm cho con mệt quá. Hôm qua hình như là con ăn trúng thức ăn có vấn đề nên nay con đau bụng lắm. Con phải cẩn thận chứ. Bây giờ thay đổi thời tiết nhiều bệnh nữa. Con phải tự chăm sóc cho bản thân. Có gì còn chống chọi được bệnh tật. Bu chỉ mong hai đứa nhanh chóng có con để bu bế bồng. Chứ kiểu này bu đoán cũng chẳng sống được lâu. Thầy con thì mang trọng bệnh. Sức ông ấy yếu lắm. Không biết sẽ ra đi lúc nào. Bu đừng quá lo lắng. Thầy sẽ khỏe lại thôi. Sáng giờ bu cũng chưa ăn à? Bu ăn đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Bu không đói. Khi nào đói bu ăn. Gà hầm nóng hổi. Con ăn luôn nhé. Chưa nguội tanh khó ăn lắm. Để bu xúc cho con. Bà cả múc một thìa đưa lên miệng của Xính. Nhưng ngửi thấy mùi này cô không chịu được. Mà hẩy tay bà rồi nôn hết xuống cái thau. Xính khổ sở đập mạnh tay vào ngực. Cô muốn nói lời xin lỗi bà. Nhưng vẫn không nói được. Khi nôn sạch sẽ mọi thứ trong bụng, cô nằm bẹp xuống giường mệt mỏi. Con mệt lắm, con không ăn nổi. Bu để đó chút con ăn. Con nằm cho lại sức đã. Bà cả chỉ khẽ gật đầu. Bà cũng khích lệ con dâu cố gắng vượt qua. Chút nữa bà sai thầy lang khám bệnh giúp cô. Nhưng Xính kiên quyết không chịu. Cô nói hết hôm nay nếu như không đỡ sẽ ra ngoài khám. Hồi nãy cậu Hưng đã ra ngoài mua thuốc cho cô. Bà cả nghe vậy cũng không làm khó nữa mà dặn Xính nghỉ ngơi. Tí dậy nhớ ăn cho hết bát cháo gà hầm. Cô cố cười rồi tỏ ra mình không sao để bà ấy khỏi lo lắng. Sau khi bà cả đi khỏi, Xính khổ sở chiến đấu với cơ thể. Chưa khi nào cô thấy mệt rũ rượi như lúc này. Tuy bụng đói meo nhưng không ăn được bất cứ thứ gì. Cứ ăn vào lại nôn sạch sẽ. Xính nhớ lời mị dặn, cô cũng sợ bị người khác phát hiện chuyện mình có thai nên cố gắng kiềm chế những trận nôn nhưng lực bất tòng tâm. Sau khi nằm nghỉ một lúc, bụng cô réo ẩm ĩ. Xính lấy hết sức chống tay dựa đầu vào tường ngồi dậy. Cô run rẩy đỡ lấy bát cháo. Ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống đất thì giật mình khi thấy đàn kiến chết trong chỗ nước gà hầm hồi nãy bị đổ. Xính không dám tin đây là sự thật. Cô nín thở để thật bình tĩnh đặt bát hầm gà xuống bàn, rồi đi xuống quan sát xem liệu rằng mình có nhìn nhầm hay không. Và rồi nhận ra cái kết ê chề. Cô cười như điên dại, nước mắt cứ vô thức rơi lã chã. Không ngờ ngay cả bà nội con cũng muốn hại mẹ. Đúng là phủ này nguy hiểm quá. Con phải kiên cường để cùng mẹ chống đỡ mọi sóng gió. Con nhất định phải thật bình an. Xính lúc này cũng có nhiều thời gian, chẳng có nhiều thời gian mà ngẫm nghĩ. Cô đổ hết bát canh gà và cái thau rồi đút sâu xuống gầm giường, định bụng chút nữa sẽ nhờ người hầu mang đi đổ. Cô muốn gặp Mị mà không biết Mị ở đâu, cả buổi không thấy bóng dáng. Xính lưỡng lự một chút rồi quyết định sẽ nói hết mọi việc cho Mị. Dù sao bây giờ trong phủ cũng chỉ có mình cô ấy là đáng tin nhất. Ít ra Mị không bao giờ muốn hãm hại Xính. Cô ấy cũng đã từng cứu giúp Xính những lúc nguy nan nhất. Ngay cả khi cô bị trúng bùa cũng là được Mị giải giúp. Xính ngồi dậy, đầu óc thư thái, rồi quyết định bưng thau kia đi đổ để không bị ai phát hiện. Cô mang tuốt ra phía sau vườn. Vừa đổ xong thì gặp Mị đi cùng cậu Vũ. Chẳng hiểu sao vừa thấy Mị, Xính òa khóc như một đứa trẻ. Mị không hiểu chuyện gì cũng ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ sống lưng an ủi. Cô sao đấy? Xính càng được thể khóc to hơn nữa. Cả người cô ấy lạnh toát khiến Mị lo lắng. Đừng khóc. Lại đây nào, có chuyện gì nói với tôi.
Mị ơi, tôi đói, tôi mệt. Với lại... Nhận thấy cậu Vũ ở đây, Xính e dè rồi kéo Mị lại khóc khác. Cô ghé sát tai của Mị lẩm bẩm như sợ người khác nghe được. Hồi nãy bu chồng mang bát canh gà hầm cho tôi ăn, tôi chưa kịp ăn thì phát hiện ra trong đó có độc. Hả? Sao cô biết là có độc? Lúc bà đút cho tôi, nhưng mà tôi lỡ tay đụng chúng nên bị đổ xuống đất. Một tí sau tôi thấy đàn kiến bâu vào đó đều chết hết. Suýt chút nữa mẹ con tôi đã phải đi tong luôn rồi. Thế bà cả có phản ứng gì không? Bà ấy không biết. Khi bà ấy rời khỏi phòng tôi mới phát hiện ra. Bây giờ tôi rối trí quá, không biết làm sao cho ổn thỏa. Cô cứ tỏ ra bình thường đi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở hay tỏ thái độ. Cứ từ từ chúng ta điều tra rõ ràng. Sau này mỗi khi ăn uống nhất định phải thử qua châm bạc. Nếu như nó đổi màu thì chắc chắn là trong đó có độc. Mị ơi, liệu rằng chúng ta có an toàn tới khi được tìm được hung thủ không hả cô? Chứ cái tình hình kiểu này tôi muốn phát điên mất. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện không đâu. Bao nhiêu nguy hiểm cứ rình rập, tránh được nạn này lại gặp nạn khác. Đừng lo lắng quá mức sẽ ảnh hưởng tới em bé đấy. Dù sao đi nữa tôi luôn sát cánh ở bên cạnh cô. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hãy coi như đây là nghiệp chúng ta phải gánh lấy. Trả nghiệp xong, mọi thứ sẽ lại suôn sẻ, yên bình. Vũ thấy họ tâm sự với nhau thì lặng lẽ rời đi. Dù sao khi chứng kiến vợ mình với chị dâu thân thiết, Mợ Xính không ganh ghét Mị như trước thì cậu cũng an lòng hơn một chút. Còn tình cảm của hai anh em họ vẫn chưa thay đổi nhiều, nhưng cũng không tới mức ghét nhau như kẻ thù. Cậu Hưng dạo này không còn tị nạnh hay kiếm chuyện. Cậu ấy cả ngày cứ ra ngoài đồng. Nghe bảo cậu ra đó trông coi người làm, đồng thời còn mở một trại nuôi tôm. Từ ngày bị ma nhập, cậu như biến thành người khác. Tính cách nhã nhặn, không cáu bẩn, cục xúc, nhưng cũng chẳng quan tâm tới phủ nữa. Thỉnh thoảng cậu ấy còn nói hớ là thầy bu mình chết rồi, muốn thắp cho họ nén hương, nhưng bị những người xung quanh nhìn như sinh vật lạ nên vội vã bỏ đi, tỏ ra vô can. Vũ đi tới phòng thầy để xem tình hình. Ông ấy lúc này yếu lắm, như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió tướt qua cũng tắt lịm. Vũ ngồi thở dài bên giường, cậu nắm bàn tay gầy guộc của thầy mình, mắt nhắm lại. Vũ nhận ra là mình không sống nổi qua đêm nay. Mạch đập của ông rất yếu ớt, bất giác cổ họng của cậu nghẹn lại, sống mũi cay xè. Cảm giác chứng kiến người thân của mình từ xã cõi đời, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được nỗi đau ấy. Vũ cứ ngồi bần thần, cậu không nói bất cứ câu gì, mắt nhắm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hốc hác, gầy sọp của ông hội đồng. Cậu lực bất tòng tâm, chẳng thể níu giữ được chút sự sống mong manh cho thầy của mình. Cảm giác mọi thứ như sụp đổ trước mắt, chỉ có thể đứng im chịu trận. Bất giác ngón tay áp út của ông hội đồng khẽ cử động, làm Vũ giật mình. Cậu áp sát khuôn mặt gần mặt thầy mình rồi nói nhỏ: "Thầy thấy trong người thế nào?" Ông hội đồng khẽ giật hai mí mắt, một giọt lệ cứ vậy chảy xuống. Vũ biết thầy có điều chăn trối nên hỏi tiếp: "Thầy muốn nói chuyện gì với con?" Ông hội đồng nặng nhọc chớp mắt nhưng cũng chẳng thể nói được. Vũ khá ngạc nhiên rồi cậu lại thắc mắc: "Thầy hiểu con nói không? Nếu thầy hiểu thì chớp mắt một cái." Cậu ấy vừa dứt lời thì ông hội đồng chớp vội mi mắt. Vũ có chút hy vọng, đang tính hỏi tiếp thì bà cả đầy người đi vào. Bà nhỏ nhẹ: "Thầy con vẫn đang yếu quá, chút nữa ông Vĩnh sẽ lập đàn cầu siêu. Ông ấy bảo để cầu xin trời đất, chỉ cần thầy con qua được đêm nay thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Gia cầm gia súc ở phủ mình chết nhiều lắm, chẳng có ai tìm ra lý do. Bu sai thằng Tí kêu người tới xem xét tình hình, nhưng bây giờ họ thấy phủ mình đều tránh như tránh tà ấy, chẳng có ai dám tới. Dù là trả bạc hậu hĩnh họ cũng không cần. Bu nghe láng máng quan triều đình còn cử người xuống đây thám thính điều tra, không biết là họ có thu được bằng chứng gì hay không." Bà cả vừa nói vừa sụt sùi như sắp khóc. Cậu Vũ không đành lòng nhìn bu mình như vậy nên an ủi: "Chúng ta chẳng làm gì có tội, bu không cần sợ. Nếu mà ai hỏi gì cứ chối là xong chuyện. Bà hai với ông Kỵ chết do bị thương hàn, gia súc gia cầm cũng bị dịch nên mới chết hàng loạt. Muốn bắt người hay buộc tội cũng phải có tang chứng vật chứng đàng hoàng, đâu phải quy tội gì cũng được." Bà cả nghe con trai nói vậy cũng yên lòng hơn một chút. Bà nhắc lại lời của ông Vĩnh: "Này bu bảo,
Hay là con lập thêm vợ mới đi. Ngay cả ông Vĩnh cũng nhắc tới chuyện này. Nếu mà con cứ cố chấp mình với con Mỉ, Bu sợ là phủ mình không qua được nạn diệt vong. Sau bao nhiêu chuyện, Bu không cấm cản con. Bu chỉ hy vọng con sẽ suy nghĩ lại. Bu à, con đã nói với Bu... Cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu, đã nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng gia đình gấp gáp. Bà ơi, cậu ơi, quan phủ họ đến tới cổng rồi. Bà cả mặt xám ngoét, bà đứng không vững, phải víu chặt lấy cánh tay con trai. Vũ đỡ Bu ngồi xuống giường. Bu cứ ở yên chăm sóc cho thầy, chuyện còn lại cứ để con lo. Cậu vừa ra tới sân, đã thấy rất nhiều quân lính mang theo gậy gộc đao kiếm. Đi đầu là hai người đội ngũ quan. Một ông là quan thượng thư, trên tay còn cầm cái tăm đang bình thản xỉa răng. Ông ấy nhìn về phía Vũ hất hàm. Tao nhận được tin báo phủ này chơi ngải, chứa chấp rất nhiều người biết kinh dịch. Tội che giấu tội phạm trong luật lệ đã ghi rõ là xử tử cả phủ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.